Cô gái giành 3 huy chương vàng SEA Games 32 chỉ mong xây được ngôi nhà mới cho bố. Về qua nhà thăm bố mẹ được vỏn vẹn một ngày, vận động viên Cao Thị Duyên, cô gái giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc SEA Games 32 khẽ nói với bố rằng sẽ mang tiền thưởng về để bố mẹ xây nhà mới. Nghe con gái báo tin mai về thăm nhà, ông Cao Văn Kỳ sinh năm 1978, bố Duyên ở làng Én, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã lục đục dậy từ sáng sớm dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng hơn. Cái sạp gỗ hàng ngày vẫn để ngay cửa ra vào của phòng khách cũng đã được chuyển đi, thay vào đó là 2 bộ bàn ghế bằng inox. Mọi ngày nhà chẳng có ai, nay con về sẽ có hàng xóm đến chơi, tôi phải mượn mấy bộ bàn ghế lấy chỗ cho khách ngồi. Trời nắng nóng, tôi phải mượn thêm cái quạt to, chứ không là không ngồi được ở trong nhà đâu, ông Kỳ cho biết. Theo ông Kỳ, Duyên lâu lâu mới về nhà một lần. Lần này là lâu nhất, từ khi cháu bắt đầu bước vào tập luyện cho kỳ SEA Games 32, đến nay đã tròn 6 tháng mới về nhà. Con đường từ đầu làng lên tới nhà của Duyên dốc, cua khúc khỉu. Biết con gái hay bị say xe ô tô, chính vì vậy ông Kỳ đã cùng anh em trong gia đình phải đi xe máy xuống tận đầu làng để tăng bo em lên nhà. Vừa bước chân tới nhà, Duyên vui lắm, cô gái vàng đã ôm lần lượt những người thân rồi lấy ra những tấm huy chương ra đeo cho mọi người. Bà nội phải là người được đeo đầu tiên, nếu không có bà dạy em bơi, không có bà ủng hộ em theo đuổi môn bơi này thì chưa chắc đã có em ngày hôm nay, Duyên nói. Ngồi trong ngôi nhà sập sệp chừng 30 m² giữa thời tiết nắng nóng, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Duyên ôm bố thỏ thẻ nói, tới đây con lĩnh thưởng sẽ đưa hết cho bố mẹ để xây lại ngôi nhà mới, bố mẹ cứ yên tâm. Em xa nhà đi tập luyện từ những năm 10 tuổi, dù sao ở dưới trung tâm huấn luyện em cũng được ăn ở thoải mái. Mỗi lần về nhà thấy bố mẹ sống trong ngôi nhà xuống cấp em cũng chạnh lòng. Cũng từ hoàn cảnh của gia đình mà em phải nỗ lực phấn đấu. Tiền các giải thưởng của em thực chất cũng chỉ đủ cho cá nhân tập luyện và sinh hoạt. Đợt này số tiền thưởng em sẽ dành hết cho bố mẹ để cố gắng xây được căn nhà mới, Duyên tâm sự. Ông Kỳ cho biết, lần nào về thăm nhà cháu Duyên cũng đều phải ngủ dưới nhà bà nội. Lần này cũng vậy, Duyên ở nhà chơi với bố mẹ, nhưng tí nữa lại xuống nhà bà nội để nghỉ ngơi. Tôi biết cháu Duyên nói sẽ mang tiền thưởng về cho bố mẹ xây nhà là để cho bố mẹ vui thôi, chứ từ xưa đến nay số huy chương của cháu nhiều hơn số tuổi của nó mà có đồng nào đâu. Hôm cháu giành giải cao trong kỳ SEA vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy đã lên trao cho gia đình 100 triệu. Gia đình tôi sẽ vay mượn thêm để phấn đấu xây căn nhà mới để lấy chỗ treo các huy chương và mỗi lần cháu về thăm nhà có chỗ mà ngủ, ông Kỳ chia sẻ. Theo lịch trình, Duyên cũng chỉ ở với gia đình được vỏn vẹn một ngày. Sáng mai 7 giờ sáng Duyên lại phải có mặt ở Hà Nội để nhận huân chương, sau đó là các chương trình khác của liên đoàn. Ngôi nhà xây bằng những viên đá vụn tuềnh toàng ở miền núi xứ Thanh, ít ai nghĩ rằng đó lại là nhà của nữ vận động viên đã giành 3 huy chương vàng ở SEA Games 32. Về xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa hỏi tới nhà vận động viên Cao Thị Duyên thì ai cũng biết, bởi Duyên được người dân địa phương gọi với cái tên trìu mến là cô gái vàng. Trong ngôi nhà nhỏ xây bằng đá vụn rộng chừng 30 m², nằm lọt thỏm trên một quả đồi ở cuối làng Én treo đầy các loại huy chương, bằng khen về thành tích bơi lặn của Duyên. Mới đây nhất, trong kỳ SEA Games 32 vừa qua Duyên lại tiếp tục giành được tổng thể 5 huy chương. Trong đó có 3 huy chương vàng tập thể, 1 huy chương bạc tập thể và 1 huy chương bạc cá nhân. Ông Cao Văn Kỳ sinh năm 1978, bố Duyên cho biết, gia đình ông rất vui khi biết con đạt được nhiều thành tích cao trong SEA Games 32 vừa qua. Theo quan niệm của người Mường khi họ hàng có người mất nên không mở tivi. Thời điểm này lại đúng dịp con gái đang thi, nên gia đình cũng chỉ nhận được thông tin từ hàng xóm thông báo kết quả sau mỗi môn thi của Duyên. Mãi đến khi con thi xong các nội dung, thầy Tuấn Anh, huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh và sau đó là Duyên gọi điện thông báo, cả nhà mới biết cháu đã giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Nhận thông tin kết quả gia đình tôi vui lắm, ông Kỳ chia sẻ. Ông Kỳ bảo, hôm qua, Duyên gọi điện cho bố nói sắp về. Anh em, họ hàng đang háo hức đón cháu về để mổ lợn đãi khách. Gia đình Duyên cũng không thuộc diện khá giả, bố làm nghề bốc đá, mẹ làm đan lát. Khoảng 10 năm về trước, bố mẹ Duyên phải đi nhặt những viên đá vụn về xây dựng được căn nhà nhỏ chừng 30 m². Đây cũng là tổ ấm và cũng là phòng trưng bày những tấm huy chương cao quý của em qua mỗi đợt thi. Theo ông Kỳ, Duyên rất thích bơi từ khi còn nhỏ. Ngày đó gia đình ông cũng không biết gì đến thể thao mà định hướng cho con. Nói đến cái duyên với nghề vận động viên bơi lội này của con, ông Kỳ cho biết, từ khi Duyên đang học lớp 4 cháu đã rất thích đi bơi và thường xuyên trốn nhà ra cái hồ nhỏ gần nhà để bơi. Có thời điểm Duyên mải mê bơi mà quên cả giờ về nhà, bố mẹ phải đi tìm. Cũng như các bạn cùng trang lứa, tưởng cháu thích bơi, ham chơi cho vui, ai ngờ cháu lại đam mê như vậy. Từ cái ao làng này, cháu đã bơi lặn một cách điêu luyện, ông Kỳ nhớ lại. Cũng theo ông Kỳ, Duyên không phải nhân tố được phát hiện trong các hội thi hội khỏe phù đồng ở địa phương, mà em được một thầy giáo trong làng phát hiện ra khả năng bơi lội của cháu nên thầy giáo này đã giới thiệu cho Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa. Bên trung tâm về ghi nhận và đặt cách cho cháu xuống trung tâm để đào tạo. Cũng từ năm lớp 4 Duyên đã phải sống xa gia đình và tự lập. Lúc đó cháu còn quá nhỏ để sống xa gia đình, từ nhà xuống trung tâm thể dục thể thao của tỉnh cách nhà hơn 100 km. Nên mỗi lần con gái được về nhà bố mẹ chỉ biết thương con mà khóc, ông Kỳ nhớ lại. Năm 2011, Cao Thị Duyên được các nhà tuyển trạch thể thao Thanh Hóa phát hiện, đào tạo để trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh, người trực tiếp huấn luyện Cao Thị Duyên từ năm 2015 cho biết, ban đầu Duyên được lựa chọn, đào tạo môn bơi. Trong quá trình tập luyện, Duyên phát hiện bị viêm gan B, khó có khả năng phát triển. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phạm Tuấn Anh đã tin tưởng vào khả năng của Duyên nên giữ lại chuyển em sang bộ môn lặn. Theo vị huấn luyện viên Tuấn Anh, vừa qua Duyên giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc SEA Games 32. Trước đó, em cũng đã đạt rất nhiều các thành tích đáng nể như năm 2015 giành 2 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục quốc gia tại giải vô địch các nhóm tuổi. Năm 2016 đoạt huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, năm 2017 đoạt 3 huy chương vàng, phá 1 kỷ lục tại giải vô địch quốc gia, đồng thời giành 2 huy chương vàng giải vô địch trẻ châu Á. Tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018, Duyên giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, phá 1 kỷ lục đại hội. Các năm 2020 và 2021, giữ vững thành tích đoạt 2 huy chương vàng giải vô địch quốc gia. Năm 2022, được xem là năm bội thu huy chương khi em giành 2 huy chương vàng SEA Games 31, 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, phá 2 kỷ lục đại hội. Theo anh Tuấn Anh cho biết, trong năm 2023, Cao Thị Duyên sẽ tiếp tục tham dự 2 giải đấu quan trọng là giải vô địch quốc gia vào tháng 10 và giải vô địch châu Á vào tháng 11.